Dự án cụm làng nghề thị trấn Yên Mỹ được đầu tư với mục đích chuyển các hộ sản xuất chế biến lương thực thực phẩm tại thôn Trai Trang thị trấn Yên Mỹ ra khỏi khu dân cư, giảm ô nhiễm môi trường và ô nhiễm tiếng ồn, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có nhiều hộ chuyển ra khu tập trung. Thị trấn Yên Mỹ hiện có hơn 200 cơ sở sản xuất chế biến lương thực thực phẩm nằm trong khu dân cư. Trong giai đoạn 1, dự án cụm làng nghề thị trấn Yên Mỹ có hơn 100 hộ đã đăng ký thuê đất chuyển hoạt động sản xuất sang khu tập trung. Tuy nhiên đến nay, chỉ có gần 20 cơ sở sản xuất đã chuyển ra khu tập trung chưa đạt 1 phần 5 số hộ đã đăng ký, trong đó đa phần vẫn đang trong quá trình xây dựng nhà xưởng. Theo người dân, việc chậm trễ này do hệ thống điện lưới tại khu làng nghề vẫn chưa được chủ đầu tư hoàn thiện. Để xây dựng nhà xưởng hoặc sản xuất kinh doanh, các hộ phải tự kéo điện từ khu dân cư ra khó khăn và bất tiện.